Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Một lần rồi thôi của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của chính tác giả và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bút viết một chuyện tình, tôi thường nghĩ ngay đến đoạn kết. Cuộc tình nào thì cũng phải có kết thúc, và thường chỉ có vài cách kết thúc khác nhau. Muốn để độc giả bâng khuâng, nhà văn sẽ cho hai người xa nhau. Xót xa hơn thì bắt một nhân vật phải chết. Phim Ấn Độ luôn luôn chấm dứt bằng một đám cưới. Khán giả hả hê vỗ tay reo hò, thư thới hân hoan ra về, khen người làm phim có hậu. Nhưng xét cho cùng thì lối chung cuộc hạnh phúc ấy nhạt nhẽo lắm, bởi vì đời sẽ mất vui khi đã vẹn câu thề. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây rất bình thường, nhưng xin mời bạn đọc bình tâm theo dõi và góp ý với tôi xem nên kết thúc như thế nào. Năm 79 tôi vượt biển đến Mã Lai. Lúc tôi vào trại, 12 dãy nhà gỗ lợp tôn đã đông nghẹt. Ban điều hành cho tôi nằm tạm ngoài sân, dưới gốc một cây đa cổ thụ rợp mát, bên cạnh mấy gia đình tị nạn đã có mặt trước tôi cả tuần lễ. Mùa hè Mã Lai oi ả, nhưng ít mưa, cho nên chỉ cần một tấm vải mủ trải trên nền cát, tôi đã sống hơn 10 ngày rất thanh thản, y như đi cắm trại. Chỉ có một điều làm tôi khó chịu là ngày nào cũng phải nhìn thấy ông Trần Chí Tân nằm chễm chệ trên chiếc giường cẩm lai căng mùng màu hồng ngay ở đầu dãy nhà số 1. Nói ra thì có người không tin, nhưng ông Tân là chủ ghe đi bán chính thức. Ông mang theo 2 vợ, 8 con và chiếc giường gia bảo, cùng với cái Vespa màu xanh bạc hình như mới sơn lại trước ngày vượt biển. Nhìn cái giường và cái xe dựng bên cạnh chiếm một diện tích khá lớn, tự dưng tôi thấy bực bội và càng ứa gan hơn, vì thấy mọi người chung quanh hình như chẳng có ai thèm bận tâm nhắc đến chuyện đó. Một tuần lễ sau, tôi mới được ông bạn nằm cạnh cho biết trong cái Vespa kia đang chứa rất nhiều vàng, và gã giám đốc trại người Mã Lai đang ve vãn ông Tân để ông tặng lại khi ông lên đường đi quốc gia đệ tam định cư. Từ khi biết chuyện đó, tôi ít còn để ý đến ông Tân, mà chỉ chăm chú nhìn chiếc Vespa mỗi khi có dịp đi ngang chỗ ông nằm. Thậm chí tôi còn tính nhẩm để ước lượng xem trong cái cốp xe và cái bánh sơ cua ấy có thể nhét được bao nhiêu ký vàng lá. Tôi chưa nói chuyện với ông Tân lần nào, nhưng cái mặt ông nom dễ ghét lắm. Nó to bành, đỏ ửng, nói vắn tắt là nó có đủ những nét điển hình của một khuôn mặt nhà giàu, vừa ham làm ăn vừa thích hưởng thụ. Chung quanh ông Tân chỉ có một thứ mà tôi ưa là cô con gái 18 tuổi của ông, nét mặt vừa kiêu kỳ vừa bướng bỉnh. Cô không đẹp lắm, nhưng tôi thích cô bởi vì mặt cô không có điểm nào giống bố. Mỗi buổi sáng, cô thường bưng thau nước ra hè, ngồi xổm trước mặt tôi đánh răng rửa mặt, có khi hắt nước tung tóe bắn văng cả bụi tới gần chỗ tôi nằm. Thế mà tôi vẫn chẳng giận cô. Cô đứng dậy vươn vai đi vào nhà, rồi đến lượt cha cô bưng chậu nước ra và cũng làm những động tác như cô. Tôi phải quay mặt đi, làm như không trông thấy, bởi nếu bắt tôi phải nhìn cảnh đó lâu một chút, có thể tôi dám nổi sùng chạy lại đấm vào cái mặt phì nộn của ông ta. Tôi nghe những người đến trước kể rằng 2 bà vợ của ông Tân lúc đầu ở chung với ông, 11 người độc chiếm hẳn một góc nhà, tạo thành một giang sơn kỳ bí mà ít ai muốn léo hánh tới. Sang tuần lễ thứ 2, 2 bà vợ bắt đầu tấn công nhau, đua nhau chửi tục bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Tàu. 2 bà thù nhau nhưng đều quyết bám trụ, không ai chịu rời ông Tân. Ông nói nhỏ với giám đốc trại để gã thu xếp một chỗ ở mới cho mấy mẹ con bà vợ cả,
ép bà này phải xa ông, dọn hẳn xuống dãy cuối cùng, cách biệt như nghiêu lang chức nữ. Ông bạn cũng cho tôi biết là gia đình ông Tân đến đây đã lâu lắm rồi, và ông nhất quyết chờ để đi Mỹ, nhưng Mỹ lại nhất quyết không nhận ông vì ông đa thê. Đến đây, xin bạn đọc hãy tạm gác chuyện ông Trần Chí Tân để chuyển sang một khúc rẽ mới. Bởi vì sau 15 ngày hóng mát dưới gốc cây, cả bọn chúng tôi được kêu tên chuyển vào nằm trong căn nhà nhỏ sát bếp, vốn là kho chứa than củi, vừa được ban điều hành dọn dẹp và đóng cho một cái sạp gỗ dài làm giường tập thể, chạy từ đầu này tới đầu kia. 20 mét chia đều cho 50 người, tính ra mỗi người được khoảng 2 gang tay để nằm ngủ. Nhiều người than chật, nhưng tôi không quan tâm. Mình có ăn đời ở kiếp tại mảnh đất cằn này đâu. Vài tháng nương thân rồi qua Mỹ, tha hồ nhà cao cửa rộng. Lúc nhân viên ban điều hành chỉ chỗ cho tôi thản nhiên quăng cái túi vải vào vị trí của mình, rồi thơ thới thả bộ ra ngoài, đi lang thang mãi cho đến khi trời tối hẳn mới trở về. Khi sắp leo lên giường, tôi giật mình nhận ra một điều kỳ thú là tôi được chỉ định nằm giữa hai người đàn bà. Cái khoảng trống hai găng tay lãnh thổ của tôi, bình thường tôi đã không thấy chật. Bây giờ tôi lại có cảm tưởng hình như hơi rộng. Tôi rón rén leo lên, cả hai cô hai bên đều nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi, cặp mông nhô ra, xâm lấn sang phạm vi của tôi. Tôi nhẹ nhàng trườn người nằm xuống, ngửa mặt lên trần, hai tay đặt nghiêm trang trên ngực. Vài con muỗi xông đến tranh nhau đốt, tôi không dám cua tay bừa bãi vì sợ quệt vào lưng hoặc đụng phải mông hai cô bên cạnh. Tôi nín thở, nhắm mắt lại, cố hình dung ra xem những ai đang nằm chung với mình. Dĩ nhiên tôi đều biết mặt họ cả, vì đã hai tuần lễ gặp nhau dưới gốc cây, thường xuyên chào hỏi và có khi ăn chung với nhau nữa. Bên phải tôi, sát cửa sổ, là mẹ con chị Trang. Mẹ 37 tuổi, con 18. Hai mẹ con như hai chị em, suốt ngày nói cười líu lo và gặp ai cũng chào hỏi như quen thuộc. Con cao bằng mẹ, vóc dáng cũng giống nhau, cho nên cái người nằm bên cạnh quay lưng về phía tôi không biết là mẹ hay con. Căn phòng tối thui có một ngọn đèn tròn treo lơ lửng ở giữa, nhưng vừa đứt bóng chưa kịp thay. Người nằm bên trái tôi thì chắc là cô Thủy, vì cô là người duy nhất đi biển một mình. Và lại mái tóc dài của cô đặc biệt lắm, khó có thể nhầm với người khác. Lúc còn ở ngoài gốc cây, tôi thấy mặt cô lúc nào cũng nghiêm và buồn, như người lữ hành cô độc mang theo một nỗi u uẩn nào đó chưa giải quyết xong. Đã vài lần tôi gạ chuyện, nhưng cô rất lạnh nhạt, khiến tôi vừa chán vừa ngượng. Dáng cô đẫy đà, bước đi nặng nề và mái tóc quá dài làm cho cô càng có vẻ lùn xuống. Ngày ấy, quan niệm thẩm mỹ của tôi còn cổ điển lắm, cho nên luôn luôn thích con gái để tóc dài và thẳng tuột. Những buổi chiều tà, tôi hay ngồi tựa gốc đa, lấm lét nhìn cô Thủy ngồi xổm nấu cơm ở sát hàng rào. Và dù có vương chút mùi mỡ hành trong mái tóc óng ả đó, tôi vẫn thấy quý. Chẳng ngờ giấc mộng đêm nay trở thành sự thật. Cô nằm ngay bên tôi, mái tóc xõa ra quệt vào mặt tôi liên hồi. Kế bên cô Thủy là một nhà sư đang mọc tóc, mà trong trại thường gọi là thầy Tùng. Tùng và tôi thân nhau lắm. Anh xác nhận với tôi anh không phải là người tu hành. Anh giải thích: trước khi đi, tôi nghe nói nhiều về hải tặc Thái Lan. Ai cũng bảo người Thái sùng đạo Phật, mà kính Phật thì phải trọng tăng, cho nên tôi cạo đầu mặc áo cà sa để vượt biển cho an toàn. Lên tới đảo, Tùng cởi áo ngay và bắt đầu để tóc, nhưng người ta cứ quen miệng gọi anh là thầy, mặc dầu gặp ai anh cũng cải chính. Nhiều bà sùng tín gặp Tùng nhìn anh khinh bỉ và lớn tiếng bảo nhau: ông đi tu từ nhỏ, giờ qua đây ham lấy vợ làm bộ nói không tu. Có bà còn quả quyết: chính mắt tôi thấy thằng chả ở chùa Giác Ngạn, giờ chả còn chối, thiệt là mùa mạt pháp. Thật lắm chuyện, có những nhà sư thật bị thiên hạ
nghi là sư giả. Còn Tùng, anh tự xác nhận anh không tu hành thì các bà lại cứ bắt anh phải là nhà tu. Thậm chí một nhóm người có thân nhân chết trên biển tổ chức cúng 49 ngày cứ nằng nặc mời cho bằng được thầy Tùng đến tụng kinh làm lễ cầu siêu. Tùng cười buồn than với tôi: ông coi đó, tôi có biết gì đâu, một câu kinh cũng không thuộc, làm sao bây giờ? Trong lúc Tùng khao khát chờ mái tóc của mình mọc lên càng mau càng tốt, thì ngược lại, trong trại lại có những người tự ý cạo đầu bóng loáng. Họ là những người bình thường, khấn vái đi biển bình an và bây giờ xuống tóc để tỏ lòng thành. Tùng mua cái mũ lưỡi chai chụp lên đầu, bất kể ngày đêm, để thiên hạ khỏi nhìn thấy mái tóc lởm chởm như cái bàn chải của anh. Tôi thích Tùng vì anh rất hòa nhã, và tôi có cảm tưởng nếu Tùng đi tu thì cũng dễ đắc đạo. Trong tương lai Tùng sẽ rất đẹp trai khi mái tóc trở lại bình thường. Đêm nay hai đứa tôi nằm hai bên thủy, tôi đoán Tùng cũng thao thức và dạo dực như tôi, bởi vì anh là một người trần tục, đang ở vào lứa tuổi sung sức hơn cả tôi nữa. Cô Thủy vừa trở mình nằm ngửa, tôi biết cô ở thế kẹt, chỉ có thể nằm ngửa hoặc nằm sấp là tiện hơn cả. Bởi vì nếu nằm nghiêng thì hoặc cô phải quay mặt về phía tôi, hoặc phải hướng về phía thầy Tùng. Cô nằm kẹp giữa hai thằng đàn ông mà có lẽ cô chẳng ưa ai. Chung quanh tôi tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng sầm sì nho nhỏ ở cuối phòng bên kia và tiếng tờ báo phành phạch đuổi muỗi. Tôi đoán mẹ con chị Trang, cô Thủy và thầy Tùng đều giống tôi, chưa ai ngủ cả nhưng đều ngại nói chuyện. Những ngày ở gốc cây chúng tôi đã biết nhau và thân nhau, nhưng tối nay là đêm đầu tiên nằm gần nhau quá khiến ai cũng ngượng. Tôi nhẹ nhẹ lật úp người, rón rén mở cái túi vải đang dùng làm gối, lôi ra tấm ni lông để đắp vì muỗi càng lúc càng nhiều. Bên tôi cô Thủy cũng quấn chăn kín mít, nhưng vì trời nóng cứ lâu lâu cô lại phải kéo mép chăn xuống khỏi cổ để thở. Mái tóc dài của cô quệt vào mặt tôi nhột quá. Tôi khoan thai dùng tay đẩy nhẹ mớ tóc của cô sang một bên. Rồi phía bên phải tôi, tấm vải cũng tung ra. Đứa con gái chị Trang trố mắt nhìn tôi kêu lên: Ủa anh nằm đây hả? Tôi chưa kịp đáp thì con bé tụt xuống giường và nói một mình: Nóng quá con ngủ không nổi. Con nhỏ cua chân tìm dép rồi bước ra. Tôi đoán nàng đi rửa mặt. Một lúc sau nàng trở vào thì chị Trang tự động nhích lại phía tôi để đưa con gái nằm vào sát cửa sổ. Trong bóng tối tôi mỉm cười vì cử chỉ đề phòng của chị. Chị không muốn đứa con đang lớn của chị nằm gần tôi, rủi ro trong giấc ngủ tôi có táy máy gì chăng. Dù sao chị cũng đã có chồng, tôi có vô tình đụng chạm vào người chị cũng chẳng sứt mẻ gì. Tôi vốn là người dễ tính nên dù chị Trang hay đứa con chị nằm kế tôi cũng đều chấp nhận được, chả có gì để phàn nàn. Đến mấy tiếng đồng hồ tôi cứ thao thức nằm nghĩ vẩn vơ. Căn phòng hoàn toàn im lặng, tôi nghe hơi thở đều đặn hai bên. Cô Thủy và chị Trang đều đã say giấc. Bất chợt Thủy thò một chân ra khỏi mền gác lên đùi tôi. Tôi thấy một cảm giác êm ả chạy khắp cơ thể, cái cảm giác vừa khoan khoái vừa khó chịu bứt rứt. Nhưng chỉ 10 phút sau tôi thấy đùi Thủy nặng quá, chân tôi bắt đầu tê. Tôi lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, giống như Tào Tháo ngày xưa gặm gân gà, bỏ thì tiếc mà nhai thì không nổi. Tôi chịu đựng thêm vài phút nữa rồi rón rén ngồi lên, dùng cả hai tay từ từ nâng bắp chân Thủy đặt sang bên cạnh. Tôi thở mạnh và nằm xuống cố dỗ giấc ngủ vì trời chắc đã khuya lắm. Sương bên ngoài xuống ướt mái tôn, hơi lạnh thấm dần vào rất dễ chịu. Tôi nghe từng giọt nước nhỏ chậm trên cát dọc theo mái nhà đều đặn như người gõ nhịp. Tôi vừa thiêu thiêu thì bỗng chị Trang quàng tay sang và ôm lấy cổ tôi. Rồi ngay sau đó chị co một chân lên đặt trên đùi tôi. Tôi nghĩ đàn bà có chồng lúc ngủ thường tựa đầu lên vai chồng,
và ít khi để đôi tay thừa thãi. Lâu dần, sự ôm ấp trở thành thói quen trong vô thức. Đoán thế, cho nên tôi rất thông cảm chị Trang và rộng lượng cho phép chị được ôm lấy tôi cho dễ ngủ. Ở cuối phòng có tiếng ú ớ của bà nào đang nằm mơ, rồi một chuỗi cười như người bị cù lét. Thủy trở mình, quay lưng lại tôi. Biết đâu chỉ lát nữa sẽ lại gác đùi lên thầy Tùng nằm bên cạnh. Sáng hôm sau tôi giật mình thức giấc khi mọi người chung quanh đã đánh răng rửa mặt và thu dọn chăn gối gọn ghẽ. Cả chị Trang và cô Thủy đều đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười một cách khó hiểu. Có thể họ cười vì tôi ngủ quên, mãi bây giờ mới dậy. Cũng có thể họ cười vì chẳng bao giờ ngờ lại có ngày nằm sát bên tôi. Hoặc nụ cười ấy chỉ để chế nhạo tôi vì đêm qua trong vô thức, tôi đã cồ quạng đôi tay đụng chạm vào người họ. Tôi ngồi bật dậy, nói vài câu xã giao với chị Trang, rồi lấy kem đánh răng và bàn chải đi ra giếng nước. Đứa con gái, chị ngồi trên thành cửa sổ, tay cầm cái lược vừa gỡ tóc, vừa lơ đãng ngó ra hàng rào. Ở đó tụ tập những gánh hàng rong của dân địa phương. Quanh tôi sinh hoạt buổi sáng ồn ào như thường lệ. Từng cụm người đứng bám lấy hàng rào mắt cáo, thò tay ra ngoài mua thức ăn. Rải rác trong các dãy nhà, người lớn ăn điểm tâm, con nít khóc ré lên từng chập. Người ta vây quanh mấy giếng nước đứng ngồi chuyện vãn. Và hai dãy nhà cầu có đến hàng chục người cầm giấy xếp hàng nôn nao chờ đợi. Nhân viên ban điều hành hò hét mỗi gia đình cử một người ra nhặt rác và múc nước dội nhà cầu. Tôi không có đồng bạc dính túi nên đành uống tạm ly nước lã cầm hơi, chờ bữa cơm trưa có cơm trắng và cá mòi. Rồi tôi lang thang trở lại dãy nhà số 1 để nhìn lại khuôn mặt ông Trần Chí Tân, chiếc giường cẩm lai, cái Vespa đầy vàng, và nhất là để ngắm cô Ngọc, con gái ông Tân, ngồi xổm đánh răng dưới gốc cây đa. Toàn thể gia đình ông Tân đang quây quần trên giường quanh nồi cháo gà bốc hơi ngào ngạt. Tôi nhìn rất nhanh những khuôn mặt quen thuộc rồi đi thẳng ra cửa. Tôi thấy thầy Tùng đang uống cà phê và hút thuốc lá thơm ở gốc cây. Thầy cũng như tôi, mới xa cây đa một đêm mà đã thấy nhớ. Vừa thấy Tùng, tôi tránh mặt rẽ lối khác. Nhưng Tùng cũng thấy tôi, chạy theo kéo tôi đi mua cà phê. Tôi rất ái ngại vì từ ngày nhập trại hầu như hôm nào cũng uống ké của Tùng. Một tách cà phê sữa đối với tôi lúc ấy là cả một ơn nghĩa lớn lao, mà cũng giống như cục đường thẻ trong trại cải tạo. Nhiều lần tôi đã tưởng tượng mai này đi định cư, chắc sẽ ăn nguyên cả thùng nho, cả ký táo cho đỡ thèm. Mỗi lần đi ngang chiếc rừng cẩm lai, thoáng thấy cô Ngọc cầm trái lê hững hờ cắn từng miếng như giới quý tộc trong phim La Mã, tôi thấy cổ họng đắng chát. Dăm ba lá thư tôi gửi sang Hoa Kỳ vòi tiền bạn bè, ai cũng bận biểu chưa trả lời. Suốt ngày tôi chỉ trông đợi hai bữa cơm của trại, gồm có muối và cá sốt cà. Hôm nào linh đình lắm thì được gói mì đổ tràn nước sôi chan vào cơm làm canh. Thầy Tùng thì khác hẳn tôi, thầy giàu lắm, cứ lâu lâu lại nhờ Mã Lai đổi tờ giấy 10 đô mua con gà về luộc chấm muối nhai bậy bạ cho đỡ nhạt mồm. Thầy rủ tôi ăn chung, tôi ái ngại từ chối. Thầy nhấn mạnh, không phải tôi tử tế với ông đâu, ăn mình buồn quá tôi muốn có bạn. Sáng nay vừa thức dậy, tôi nhớ ngay cái gốc cây đa nơi tôi và Tùng đã nhiều phen ngồi bên nhau tâm sự. Không ngờ Tùng còn nhanh chân hơn tôi. Anh móc gói thuốc 3 số 5 trao cho tôi, loại thuốc mà tôi rất quý nhưng không đủ khả năng với tới trong những ngày hàn vi này. Tôi rút một điếu mồi lửa rồi vui vẻ hỏi Tùng, đêm qua lạ giường, ông ngủ được không? Tùng cười, đâu có lạ giường, lạ người thì đúng hơn. Tôi liếc nhìn Tùng, thấy mắt anh đỏ hoe, cả đêm chắc chỉ chợp mắt một hai tiếng. Quả nhiên Tùng khoái chí kể tiếp,
ngủ đâu có được. Con nhỏ Thủy ôm tôi cứng ngắc. Tôi cúi xuống nhấp hớp cà phê. Nét hả hê trong đôi mắt đỏ chợt tan đi. Tôi biết Tùng rất mến Thủy. Ngày còn nằm dưới gốc cây, tôi đã nhận ra điều đó. Tùng đẹp trai, độc thân thứ thiệt và rất hào phóng. Nhưng anh kẹt một điểm nhỏ là thiên hạ cứ tưởng anh là một vị đại đức hoàn tục. Chẳng bà nào, cô nào nỡ lấy một ông sứ. Mai sau anh rời trại, cái quá khứ này biến đi, chắc sẽ dễ dàng cho anh hơn. Có hôm anh đứng nói chuyện với Thủy ở bờ giếng, một bà đi ngang nói lớn: "Coi kìa, thằng cha sư hổ mang đang tán gái." Tùng giấu kín nỗi buồn ấy, không hé môi với tôi. Nhưng tôi hiểu và thường tự đảm nhận công việc giải độc cho Tùng. Có hôm tôi nửa đùa nửa thật bảo anh: "Giả như anh là sư thật, biết đâu chả có người mê." Nhân nhắc đến Thủy, tôi dò ý Tùng, đề nghị Tùng nên đổi chỗ. Tôi và Tùng nằm kế nhau, cô Thủy đổi sang nằm bên cạnh mẹ con chị Trang. Nhưng Tùng tỏ vẻ hiểu biết, sức mấy cô ấy chịu, biết đâu cô ấy thích nằm giữa hai thằng đàn ông, cũng giống như ông thích nằm giữa hai người đàn bà. Câu chuyện đang vui thì một nhân viên ban điều hành chạy lại gặp tôi trách móc: "Ông nội, đi làm vệ sinh chứ, ngồi đây hoài sao? Bữa nay tới phiên ông múc nước dội nhà cầu." Tôi đứng dậy, vươn rộng hai cánh tay và nhướng mắt mấy cái cho đỡ buồn ngủ. Tùng cũng đứng lên theo, nhét vào túi tôi gói thuốc anh đang hút dở và dặn: "Công tác xong thì trở lại đây nói dóc tiếp." Tôi gật đầu bước đi. Nhân viên ban điều hành lẽo đẽo chạy theo dặn dò: "Ông nhớ phải dội thật nhiều nước, kiếm cái xô càng lớn càng tốt. Nếu lỗ cầu nào nghẹt thì dùng cây thọc sâu xuống, thọc hoài tới khi thông thì mới thôi. Làm ẩu, tôi kêu làm lại." Tôi không nói gì, xắn tay áo và moi trong túi chai dầu nhị thiên đường dành riêng cho những buổi sáng công tác nhà cầu. Tôi xoa đầy dầu lên hai lỗ mũi và hiên ngang nhập cuộc. Cả chục người xếp hàng chờ, nhiều ông mặt mũi nhăn nhó vì hình như đã quá sức chịu đựng của bao tử. Nhân viên điều hành la lớn: "Xin đồng bào khoan đi cầu để người ta dội nước đã." Một người lè nhè phản đối: "Khoan ăn thì được, chứ khoan cái này chịu gì nổi. Tốp lại chừng nửa tiếng không được sao? Dội cầu đã, không dội chút nữa nghẹt cầu là hết thuốc chữa." Ông dặn dò tôi mấy câu nữa rồi bỏ đi. Toán công tác chúng tôi gồm 10 người, chia nhau các hố cầu chỉ nửa tiếng là hoàn tất. Tôi vào phòng lấy quần áo đi tắm, rồi trở lại gốc cây tiếp tục nói chuyện với thầy Tùng. Ngày dài lê thê nhưng tôi yêu đời lắm. Tôi chỉ mong cho trời mau tối để trở về nhà ngủ, chui lên giường nằm giữa cô Thủy và chị Trang. Tùng hôm nay được phép ra bệnh viện ngoài phố nhổ răng. Tôi lang thang một mình, ghé chỗ này xem thiên hạ đánh cờ, tạt vào dãy nhà khác lùng xem ai có báo thì mượn về đọc. Báo chí Việt ngữ ở trại lúc này còn nghèo nàn lắm, đến tay tôi thì tờ nào cũng đã nhào nát. Sau bữa cơm chiều, tôi lại ra gốc cây nhưng không thấy Tùng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp cô Thủy ôm cái mền đi tắm. Dãy nhà tắm phụ nữ dựng ở góc trại chỉ là những tấm ván đóng chồng lên nhau và chia làm nhiều ngăn, nhưng không có mái che. Ngoài đường, những cây dừa già mọc lên cao vút. Đám thanh niên Mã Lai thường leo lên ngọn cây nhìn xuống, quan sát phụ nữ Việt Nam khỏa thân trong phòng tắm. Ban điều hành đang xin tôn về lộc nhưng trưởng trại chưa chấp thuận. Thành ra các cô phải tự động mang mền hoặc vải mủ che lên nóc để tránh những cặp mắt hau háu của dân địa phương. Trời tối dần, những ngọn đèn tròn rải rác chung quanh trại đồng loạt cháy lên, tỏa ánh sáng vàng vọt cho đàn mối vây quanh. Tôi thả bộ mấy vòng sân trại như thường lệ để nhìn từng cặp tình nhân âu yếm khoác tay nhau trong các góc tối. Tôi thấy cô Ngọc, con gái ông Trần Chí Tân, ngồi kề với người yêu sau bệnh xá thì thầm nói chuyện. Loa phóng thanh của trại đọc thông cáo về phái đoàn Úc ngày mai đến phỏng vấn.
tôi biết đã hơn 9 giờ, lập tức hân hoan trở về phòng ngủ. Từ ngoài cửa nhìn vào, tôi đã hơi thất vọng vì ngọn đèn. Tôi không thích ngọn đèn ấy. Thà rằng cứ để chúng tôi mò mẫm trong bóng tối như đêm qua thì thú vị hơn. Đến chỗ nằm, tôi lại càng thất vọng hơn vì khung cảnh hôm nay đã hoàn toàn đổi khác. Mẹ con chị Trang hôm nay đã mua được chiếc mùng trắng rộng căng lên để chống muỗi. Cô Thủy cũng có cái mùng nhỏ, chỉ còn mình tôi lọt vào giữa. Vải mùng rất mỏng, nhưng tôi cảm thấy như một bức tường dày đặc, không cho phép tôi nằm sát chị Trang hoặc cô Thủy. Sẽ chẳng còn tái diễn cái cảnh gác chân lên nhau như đêm hôm qua nữa. Tôi luyến tiếc cái đùi cổ thụ của cô Thủy đè lên người tôi, hoặc cánh tay mặn nồng của chị Trang ôm choàng lấy cổ tôi. Tôi nhớ mái tóc thoang thoảng mùi mỡ hành của cô Thủy quyệt vào má tôi, nhớ cái cảm giác êm ả mỗi lần tôi giả vờ ngủ say, đặt bàn tay lên lưng cô. Tất cả đều đã qua đi, đều đã sao rời, vật đổi. Đàn muỗi đói hình như căm tức mẹ con chị Trang và cô Thủy, rủ nhau ùa hết về phía tôi, tấn công tới tấp. Tấm vải mù của tôi ngắn quá, nếu trùm kín mặt thì hai bàn chân sẽ thò ra. Tôi nằm co người như con tôm, chăn trở đủ kiểu mà vẫn không thoát khỏi những cái vòi thô bạo của muỗi mã lai. Cái mùng của chị Trang là loại mùng lớn, nếu căng cho đàng hoàng 3-4 người nằm chung cũng vừa. Mùng của cô Thủy tuy nhỏ hơn, nhưng kéo thẳng ra, tôi có thể chui vào nằm chung với cô mà chắc chắn vẫn thấy thoải mái. Hai bên chẳng ai mời gọi tôi, mà không lẽ tôi lại ngỏ lời đòi chung vô mùng người ta. Tôi thở dài thườn thượt, bàn tay liên tiếp đập mũi đen đét. Chị Trang thò đầu ra bảo tôi: "Anh không kiếm cái mùng mũi đốt chịu gì nổi." Nói thế thì cũng như không. Nếu chị có tử tế thì chị mời tôi vào nằm chung, chứ nhắc tôi mua mùng thì hoàn toàn thừa thãi, bởi vì nếu có tiền tôi đã mua trước chị. Tôi ngồi nhổm dậy, nhìn xuyên qua mùng cô Thủy, thấy Tùng đã đắp mền kín mít. Tôi chắc Tùng cũng đang thất vọng như tôi. Chị Trang lại quay sang nói với tôi: "Có cái mùng cũng đỡ, đêm hôm qua nóng quá mà cứ phải đắp mền, không đắp thì muỗi đốt." Chị vừa dứt câu thì ngọn đèn giữa phòng vụt tắt. Tôi nghe cô con gái lên tiếng: "Ngủ đi mẹ, 10 giờ rồi đấy." Nằm một lúc, tôi nghe tiếng động lạch cạch bên cạnh, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua. Tôi mở mắt và nhận ra thầy Tùng vừa bước ra cửa. Tôi ngồi bật dậy, chạy theo Tùng. Sáng hôm sau có chuyến xe đưa người sang trại chuyển tiếp để chờ chuyến bay đi định cư. Theo thông lệ, cả trại đều nhốn nháo chạy ra xem, bắt tay đưa tiễn và chúc mừng. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy ai quen. Chỉ có cô Ngọc đứng nép vào người tình của cô bên cạnh chiếc xe buýt. Mặt cô buồn thiu, đôi mắt rơm rớm ướt, mất hết vẻ kiêu kỳ và bướng bỉnh thường lệ. Cả trại đều biết cô và gã nhân tình đêm nào cũng quấn quýt nhau phía sau bệnh xá. Hôm nay, người yêu cô lên đường, dĩ nhiên cô buồn đứt ruột, bởi vì cha cô hai vợ chưa biết đến bao giờ phái đoàn Mỹ mới nhận để cô đoàn tụ với người tình. Tôi rẽ đám đông trở lại gốc cây. Thầy Tùng đang uống cà phê tại đó. Thầy trao cho tôi gói thuốc. Tôi ngồi xuống bên Tùng, bùi ngùi nói: "Chưa biết bao giờ mới đến lượt ông và tôi đi định cư." Tùng thản nhiên: "Ở đây lâu càng tốt. Tôi nghe mấy thằng bạn viết thư sang bảo rằng thời gian ở trại tị nạn là thời gian thần tiên nhất, bởi vì người ta sống bằng hy vọng. Qua Mỹ rồi, hàng trăm mối lo ập đến, muốn có một ngày thoải mái cũng khó."
Có lẽ Tùng nói đúng, nhu cầu càng đơn giản thì cuộc sống càng hạnh phúc. Ở trại tị nạn, người ta chỉ mơ ước ngày định cư, nhưng khi định cư rồi thì chắc chắn phải vật lộn ganh đua với cuộc sống. Tùng nhìn ra điều đó nên anh rất bình thản, không hề mong ngóng bất cứ phái đoàn nào đến phỏng vấn. Anh mặc kệ dòng đời đưa đẩy, tới đâu thì tới. Ngồi bên Tùng, tôi sực nhớ đến Thủy, vội hỏi: "Ông có tiền sao không mua một cái mùng nằm cho đỡ muỗi?" Tùng lắc đầu: "Tôi dại gì mà mua." Tôi ngơ ngác nhìn Tùng, anh mỉm cười bí mật: "Mình âm mưu chui vô mùng người khác, nếu mình mua thì đâu có cớ gì để xin người ta cho mình tá túc." Tôi giật mình vì thấy Tùng còn táo bạo hơn cả tôi. Ông sư giả này ghê gớm thật. Tôi hỏi đùa: "Anh định chui vô mùng ai? Mùng bà Năm à?" Tùng nhấn mạnh: "Tôi cá với ông là thế nào tôi cũng vô được mùng cô Thủy. Ông có muốn chạy đua với tôi thì cứ việc tự nhiên, xem đứa nào vô trước." Tôi cười lớn và xua tay: "Tôi đầu hàng, chịu thua để một mình ông độc diễn đấy." Ngồi bên Tùng cả buổi sáng, tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao Tùng lại chủ quan tin rằng sẽ có ngày chiếm được Thủy. Tôi thấy rõ Thủy không hề có cảm tình với Tùng. Nếu có thì ít ra cũng phải 6 tháng nữa thì Tùng đã mọc tóc. Tôi đoán rằng đêm hôm kia trong lúc ngủ, Thủy đã vô tình gác chân lên đùi Tùng, khiến anh tưởng bở. Tôi nhớ lại sáng hôm qua cũng ở gốc cây này, Tùng đã hoan hỉ bảo tôi: "Con nhỏ Thủy ôm tôi cứng ngắc, ngủ không được." Nếu chỉ vì thế mà Tùng hy vọng thì thật đáng tội nghiệp. Những ngày kế tiếp không có gì thay đổi. Ban ngày tôi lang thang uống ké cà phê của Tùng, tối đến leo lên giường nằm giữa hai cái mùng cho mỗi đốt. Mọi người chung quanh cũng ít đổi thay. Mẹ con chị Trang vẫn yêu đời ra mặt, gặp ai cũng niềm nở, và đặc biệt nhất là cả hai mẹ con cùng gọi tôi bằng anh. Nhiều người thắc mắc về chồng chị thường đáp gọn: "Đang cải tạo." Cải tạo trở thành một cái mốt, bất cứ bà nào đi biển một mình cũng nghiễm nhiên cho thiên hạ biết là chồng đang cải tạo. Đó là giải pháp gọn ghẽ để người ta khỏi thắc mắc thêm. Cô Thủy thì vẫn ít nói, thời khóa biểu từng ngày cố định vào ra lặng lẽ như một cái bóng. Chỉ có cô Ngọc, con ông Tân là quạnh hiu hơn cả. Thỉnh thoảng tôi đi quanh phòng cô, hoặc buổi chiều gặp cô xách thùng nước đi tắm, cô nhìn tôi rất nhanh rồi quay đi. Ngày trước, thằng kép của cô thường xếp hàng hứng nước, ôm tấm mền và áo quần ra tận nhà tắm cho cô. Bây giờ cô phải tự làm lấy, và có vẻ bực bội vì chưa có gã con trai nào xông vào phục dịch. Khoảng một tháng sau, trưởng trại Mã Lai đột ngột ra thông cáo, bắt buộc mọi thư từ trại tị nạn gửi đi, cũng như thư ở các nơi khác đến, đều phải viết bằng tiếng Anh. Gã muốn trực tiếp kiểm duyệt vì gã không tin tưởng những anh em thông dịch viên tiếng Việt và tiếng Tàu trong ban điều hành. Thế là lần đầu tiên tôi có dịp trả ơn Tùng. Tùng có nhiều thân nhân và bạn bè ở hải ngoại cần liên lạc thường xuyên, nhưng anh không viết được tiếng Anh. Khả năng Anh ngữ của tôi cũng chả tới đâu, nhưng viết thư xin tiền thì tôi viết được. Từ vài lá thư viết dùm Tùng, tôi dần dà có công ăn việc làm vững chắc. Thiên hạ nghe tiếng đồn nườm nượp kéo đến mướn tôi viết thư. Cái job thật nhàn hạ mà lợi tức lại cao. Nhàn vì bức nào cũng tương tự như nhau, mở đầu đôi dòng thăm hỏi nồng nhiệt, rồi tiến nhanh sang nội dung chính là xin tiền và đồ dùng, hoặc hối thúc thân nhân nộp đơn bảo lãnh. Tôi chỉ ngoáy vài phút là xong trước cặp mắt thán phục của thân chủ, giống như ông đồ ngày xưa vác chiếu ra chợ vẽ câu đối trong ngày đầu xuân. Khách hàng trả thù lao cho tôi đủ kiểu: ly cà phê, vài điếu thuốc, hộp thịt gà. Có người rộng lượng hơn thì dúi vào tay tôi vài đồng bạc tiền mặt. Thứ nào tôi cũng hoan hỉ đón nhận và chia sẻ với Tùng. Vài tuần sau, có ông ký giả người Việt gốc Hoa đến làm quen, rủ tôi mở công ty thông dịch. Ông không biết tiếng Anh,
nhưng ông mang đến cho tôi những lá thư tiếng Tàu dài dằng dặc. Ông chuyển ngữ sang tiếng Việt, rồi tôi dịch qua tiếng Anh. Tổ hợp càng ngày càng phát triển, thân chủ ùa đến tíu tít gặp tôi kể lể. Những lá thư đơn giản thì tôi viết ngay trước mặt khách. Gặp nội dung khó khăn thì tôi làm bộ bận việc để tìm chỗ vắng tra tự điển. Tùng hết sức cảm phục và hãnh diện vì có một thằng bạn trí thức như tôi. Tùng không hề biết, chính tôi nhiều đêm cũng áy náy vì không hiểu nội dung những lá thư tôi dịch có đúng với ý người mướn mình hay không. Tùng bây giờ đã trở thành thư ký của tôi. Anh phục dịch tôi đủ thứ mà nhất định không nhận thù lao. Thấy tôi bận bịu, anh mua cà phê mang về tận nơi. Chị Trang thì kiếm cho tôi cái thùng giấy dùng làm bàn viết. Hai mẹ con luôn miệng khen tôi giỏi mà từ trước đến nay giấu tài, không chịu lên làm trong ban điều hành. Điều làm cho tôi bực mình nhất là cô Thủy vẫn không hề tỏ một chút thái độ gì có vẻ cảm phục tôi. Mặt cô vẫn lạnh như tiền, và chính cô cũng chẳng thèm nhờ tôi viết thư. Có lần tôi đem ý nghĩ đó nói với Tùng thì Tùng mỉm cười đáp: "Chắc cô ấy khá tiếng Anh, không cần nhờ đến ông." Mấy tháng viết thuê đọc mướn, tôi dần dà biết được rất nhiều cảnh đời éo le của đồng bào chung quanh. Có ông nhờ tôi xỉ vả thậm tệ bà vợ ở Mỹ, đã bỏ ông theo người khác. Có bà bảo tôi nguyền rủa đứa con tệ bạc không gửi tiền qua trại tị nạn. Có gã nhờ tôi chỉ dịch vỏn vẹn có một câu để gửi cho thằng bạn: "Tao qua được bên đó, mày tới số." Một hôm, ông Trần Chí Tân đến tìm tôi. Ông lôi tôi ra một chỗ vắng, kể cho tôi câu chuyện dài lê thê, rồi nhờ tôi viết lại để gửi gấp cho người em đang định cư tại Texas. Ông nôn nóng nhắc đi nhắc lại là cần hối thúc người em lập thủ tục bảo lãnh gấp vì ông ở trại đã quá lâu. Nội dung bức thư phức tạp quá, nhưng tôi không thể từ chối được vì ông có vẻ tin tưởng tôi lắm. Đứng gần ông, nhìn cái mặt bành bạnh, cái mũi sư tử và cặp mắt đầy dục tính của ông, tôi không có chút cảm tình với ông. Nhưng nghe ông nói chuyện khẩn khoản, tiếng Việt sành sỏi như người Việt thuần túy, tôi thấy ông không đáng ghét như trước nữa. Tôi xã giao hỏi: "Ông thân với trưởng trại Mã Lai, sao không nói với ông ấy cho ông viết tiếng Tàu?" Ông Tân giải thích: "Ông không hiểu gì hết trơn. Lệnh kiểm duyệt thư từ là do Bộ Nội vụ đưa xuống. Ở trại này có hai phe, Bộ Di trú và Bộ Nội vụ. Họ đâu có thuận với nhau. Tôi chỉ quen với ông giám đốc bên Bộ Di trú, còn bên cảnh sát họ ghét tôi lắm." Trước khi chia tay, ông dặn thêm: "Ông nhớ bảo thằng em tôi bảo lãnh tôi với bà vợ nhỏ thôi, còn bà kia muốn đi đâu thì đi." Tôi cãi: "Đâu được, hôn thú của ông làm với bà nào?" "Không bà nào có hôn thú hết, tôi còn hai bà nữa ở Chợ Lớn, nhưng tôi không đem đi vì mấy bà ấy đánh ghen tùm lum." Không hiểu tại sao với tôi lúc đó, ông Tân là một thân chủ mà tôi cho là quan trọng nhất từ trước đến nay. Tôi bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngồi dưới gốc cây, thảo lá thư dài thườn thượt, cố gắng vận dụng hết khả năng Anh ngữ để diễn tả mọi chi tiết ông kể cho tôi, rồi hai ba lần sửa chữa bản nháp trước khi nắn nót đặt bút trên trang giấy trắng. Hôm sau tôi mang lá thư hoàn tất đến dãy nhà số 1, run run trao cho thân chủ. Ông Tân niềm nở nói cám ơn rồi thôi, không đá động gì đến thù lao của tôi. Tôi nhìn cái rừng cẩm lai, chiếc Vespa kỳ bí và hình dung ra những ngày giàu sang của ông Tân khi còn ở Chợ Lớn. Ông đứng dậy bắt tay tôi. Cô Ngọc nằm trên giường đắp tấm chăn mỏng ngang bụng, kẽ nhếch mép chào tôi rồi quay đi chỗ khác. Mặt cô hơi xanh và đôi mắt u uẩn nhung nhớ. Tôi bước ra cửa bâng khuâng tự hỏi tại sao ông Tân đã không trả công tôi mà cũng chẳng thèm mời tôi một ly nước hay một điếu thuốc. Tôi tìm Tùng rủ uống cà phê và kể cho Tùng nghe. Anh bảo tôi: "Hay là ông ấy cho rằng bọn mình quen được với ông ấy đã là một hân hạnh lớn rồi, chẳng cần phải trả thù lao." Nhưng buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang xếp hàng chờ hứng nước tắm, thì cô Ngọc đến tìm. Cô ngoắc tôi ra và bảo: "Ba má em mời anh qua ăn cơm,
tôi im lặng suy nghĩ. Thực tâm tôi khi hành nghề viết thư chỉ mong thiên hạ quăng cho gói thuốc để chia sẻ với Tùng. Đền ơn anh đã kêu mang tôi trước đây. Họ mời ăn cơm thì chỉ mình tôi hưởng lợi, cho nên tôi ngần ngại. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Ngọc tiếp lời như ra lệnh. Anh tắm xong qua là vừa, ba má em đang dọn cơm. Lần đầu tiên từ ngày đến trại, tôi được ăn một bữa cơm thịnh soạn như ở quê nhà. Thịt gà, thịt bò hộp và canh rau cải. Lúc này tôi không còn nghèo như xưa, nhưng cả Tùng và tôi chẳng ai biết nấu nướng, cho nên bữa ăn thường nhật vẫn sơ sài lắm. Hôm đầu tiên hành nghề viết thư mướn, được biếu hộp thịt heo, tôi hăm hở mở ra, chút xíu nữa bị Mã Lai lôi cổ lên đánh. Trại này nằm trong vùng Hồi giáo cấm ăn thịt lợn. Tôi vô tình không để ý, mà cái ông thân chủ trả thủ lao cho tôi bằng hộp thịt lợn này chắc cũng cố ý chơi xỏ tôi, vì bản thân ông không dám ăn. Vợ chồng ông Tân nói chuyện với tôi thân tình như đã quen nhau từ lâu. Cô Ngọc ngồi đối diện, dè dặt lời ăn, tiếng nói và nụ cười. Cô ăn uống uể oải như miễn cưỡng. Lần đầu tiên tôi được nhìn cô thật gần, thật sát, khác hẳn ngày trước chỉ đứng xa xa ngó cô ngồi xổm đánh răng ngoài hiên mỗi buổi sáng. Đem cô đặt bên cạnh mẹ con chị Trang và cô Thủy thì chắc chắn nhan sắc cô nổi bật hơn nhiều. Nhưng cô có vẻ lười biếng, thuộc loại mà các bà già Bắc Kỳ thường lên án là ăn no nằm ngửa. Sau bữa cơm, ông Tân rủ tôi đi bách bộ chung quanh trại, men theo bốn phía hàng rào. Những cặp tình nhân quen thuộc vẫn hiện diện nhan nhản ở các góc tối, chỉ thiếu mình cô Ngọc. Đồng Hương ngoái cổ nhìn tôi và ông Tân, tròn mắt kinh ngạc vì hiếm khi nào họ thấy ông Tân xuống khỏi giường. Họ đồn nhau rằng ông phải bám sát cái Vespa để giữ của. Tối nay họ lấy làm lạ nhìn ông Tân rong chơi ngoài sân, và càng ngạc nhiên hơn vì thấy ông đi bên cạnh tôi. Ông thân tình kể cho tôi nghe cuộc đời và gia sản của ông trước năm 75 và bây giờ, những cổ phần hiện tại của ông tại Đài Loan cùng vốn liếng ông đem theo. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi vẫn nghĩ người Hoa không có tính khoe của. Họ thường che đậy, giấu giếm, đôi khi đóng vai nhà nghèo để an phận. Biết bao nhiêu Hoa Kiều ở Sài Gòn đẩy xe phá lấu, bán rong bỏ bía, thu lượm ve chai mà vàng chôn trong nhà từng hũ. Cái ông Tân này đúng là một trường hợp ngoại lệ, vì tự dưng chẳng ai khảo mà lại khai, mà khai với một thằng lạ hoắc. Đi hết ba vòng sân, ông rủ tôi về chỗ ông ăn chè. Tôi theo ông lên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh cô Ngọc và bà mẹ. Nồi chè đậu xanh tỏa hương thơm ngát. Cô Ngọc mặc đồ bộ mỏng, chiếc khăn bông gấp làm tư đặt trên lòng, vẫn nụ cười và khóe mắt mệt mỏi dè dặt tiếp chuyện mỗi khi tôi xã giao gợi hỏi. Bà Tân thay chồng thăm hỏi kỹ lưỡng về gia cảnh của tôi. Bà là người miền Nam, sinh trưởng ở Long An, nhân đi buôn gạo mà lọt vào tay ông Tân. Nghe hai vợ chồng đưa đẩy, tôi hoang mang tự hỏi không biết họ có ý định nhờ vả tôi việc gì nữa mà tiếp đãi ân cần như thế. Ý nghĩ ấy làm tôi càng dè dặt đề phòng và định tâm sẽ từ chối ngay bất cứ điều gì ông bà Tân nêu ra. Ăn xong bát chè, tôi cáo từ ra về. Ông bà Tân niềm nở tiễn chân ra tận cửa và dặn tôi thỉnh thoảng nhớ ghé chơi. Khu sân rộng trước cửa dãy nhà số 1 và những khoảng trống quanh trại vẫn còn đầy ắp trai gái dập dìu qua lại. Trời nóng quá, chưa muốn ai chui vào mùng. Mỗi tháng trung bình một chuyến bay, những kẻ yêu nhau vội vã tạm bợ thường gắn bó chặt chẽ trước ngày chia tay. Rồi có khi chỉ vài tuần sau, khi người yêu lên đường rồi thì lập tức lại tìm kẻ khác thay thế. Tôi thả bộ ra sân tìm Tùng, đảo một vòng trại không gặp. Tôi ghé dãy nhà số 5, nơi Tùng thường đến nghe nhạc mỗi buổi tối trước giờ ngủ, do một nghệ sĩ miền Bắc trốn chế độ mang theo chiếc accordion làm bạn đồng hành. Tùng cũng không có ở đấy. Tôi đi nhanh về phòng mình. Hai chiếc mùng của Tùng và Thủy vẫn còn vắt lên. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi lại quay ra sân.
Ở gốc cây dừa phía sau nhà bếp, tôi thấy lẻ loi hai bóng người kề vai nhau. Tôi tiến lại gần và giật mình nhận ra mái tóc của Thủy dài tha thướt bên cạnh mái tóc đang mọc lởm chởm của thầy Tùng. Tôi khựng người lùi lại mấy bước rồi lùi nhanh ra xa, không muốn để họ phát hiện ra mình. Tim tôi đập mạnh và đầu óc tràn ngập những ý nghĩ cực kỳ hỗn độn. Tôi ngồi bệt xuống thành giếng và lấy thuốc ra hút. Tự dưng lòng tôi thấy mất mát một chút gì quý giá lắm. Tôi không yêu Thủy, có chăng chỉ là thương mái tóc thôn nữ của Thủy. Nhưng tôi muốn Thủy cứ ở đó, độc lập, đừng thuộc về ai. Tôi mến Tùng như ruột thịt, nhưng trái tim ích kỷ không muốn Tùng thắng tôi, dù tôi không hề có ý chạy đua. Tôi nhớ hôm nào Tùng đã quả quyết với tôi: tôi không mua mùng bởi vì sớm muộn gì tôi cũng chui vô mùng của Thủy. Nhà sư Hoàn Tục nom lù đù thế mà lại nhanh chân hơn tôi. Hút tàn điếu thuốc, tôi đứng dậy uể oải về phòng, mệt mỏi ngả lưng nhắm mắt. Chị Thanh thò đầu sang nói nhỏ với tôi: anh quen ông Tân lâu chưa? Bữa nay thấy anh đi với ông ấy coi bộ thân mặt dữ. Tôi hững hờ đáp: mới quen, ông ấy nhờ tôi viết thư gửi sang Mỹ. Chị nhìn tôi mỉm cười ngờ vực, tôi thấy nụ cười thật khó hiểu. Chị nằm nghiêng, toàn thân ở trong mùng, chỉ thò từ cổ ra ngoài. Chị chống khuỷu tay, kê đầu lên bàn tay, mái tóc đổ dài sang một bên. Nhìn chị lúc này đẹp hơn bình thường, có lẽ nhờ ánh đèn soi mờ, không thấy những vết nhăn nho nhỏ bên khóe mắt. Chị bảo tôi: lúc nãy có ba người đến tìm anh nhờ viết thư, tôi bảo họ sáng mai trở lại. Đầu óc tôi còn đang vướng bận hình ảnh của Thủy và Tùng, cho nên chả còn tha thiết gì đến công việc làm ăn nữa. Tôi hững hờ đáp: thế à? Tôi nhớ đến cái đùi của Thủy đêm nào đã gác lên chân tôi, cho tôi một cảm giác êm ả lạ thường. Giờ đây nó trở thành vật sở hữu của thầy Tùng. Bất giác tôi thở dài luyến tiếc. Chị Thanh nhìn tôi: anh đã liên lạc được thân nhân ở nước nào chưa? Có ai bảo lãnh không? Tôi đáp: có chị, nhưng chắc còn lâu. Chị chép miệng: tôi con bà Phước chả biết đến bao giờ mới đi, nhưng tôi nhất định chờ phái đoàn Mỹ. Chị giơ tay vỗ một con muỗi trên mặt rồi nói: may mà có cái mùng này, không thì muỗi đốt chết. Tôi lại không quen đắp chăn len, hôm đầu tiên nằm ở đây cứ phải quấn kín mít, ngứa chịu không nổi. Tôi mỉm cười: chị ngứa sao không kêu tôi gãi giùm cho? Chị nhìn tôi rồi cũng cười theo. Anh lại coi mặt hiền lành thế mà cũng tiếu lâm. Bình thường có con gái bên cạnh, chị không bao giờ nói chuyện quá thân mật với tôi, và chính tôi cũng không thể đùa cợt với chị trước mặt con bé mới lớn. Đêm nay con nhỏ vừa ghi tên vào ban thông tin và đang tập hát trên văn phòng. Chị cho phép tôi ăn nói thoải mái mà không e ngại gì cả. Tôi nhớ đến đêm đầu tiên chị ôm tôi và hơi hối tiếc vì lúc đó đã không lợi dụng tình thế gỡ gạc đôi chút. Tôi xoay người nằm nghiêng, hướng hẳn về phía chị. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc. Tôi kể: chị chỉ chịu muỗi đốt có một đêm, còn tôi nằm phơi cho muỗi cắn cả tháng trời. Nhìn thấy cái mồng rộng của chị, tôi muốn chui vào nằm ké. Chị cười dễ dãi: tại anh không chịu hỏi thì dáng chịu, không lẽ tôi lại mời anh vào mùng nữa? Bây giờ tôi hỏi chị còn kịp không? Chị lắc đầu: anh có mùng rồi, chui sang đây làm gì nữa? Chuyện đang ngon trớn, có mọi tiến triển tốt đẹp thì đứa con gái chị về. Chị vội nói với tôi: thôi, thôi ngủ đi. Chị thụt đầu vào, buông màn xuống. Tôi cũng ngồi dậy, tháo túi vải, lấy mùng ra căng. Liếc mắt sang bên trái, thấy hoai khoảng trống im lìm. Tự dưng lòng tôi nao nao buồn. Chiều hôm sau ông Tân lại mời tôi ghé ăn cơm. Những món ăn vẫn thịnh soạn như thường lệ. Cuối bữa ông đề nghị: từ mai tôi nhờ ông tới dạy con Ngọc học Anh văn, được không? Tôi thấy ý kiến đó cũng hay, tôi hỏi: thưa ông, cô Ngọc có chịu học hay không? Vừa nói,
Tôi vừa nhìn nàng dò xét, ông Tân trợn mắt đáp thay con: học chứ sao không, không học trước mai mốt đi định cư biết gì mà nói. Tôi hỏi: ở Việt Nam cô ấy học tới đâu rồi? Bà Tân cay đắng: nó có chịu học hành gì đâu, tôi cho vô trường bác ái theo chương trình Pháp nó cũng không chịu, con nhà giàu chỉ ham chơi thôi. Ông để tôi kiếm thêm mấy người nữa cùng học một lớp cho vui. Nhưng ông Tân xua tay: khỏi, ông đừng lo vụ tiền bạc. Thay vì ông phải dạy 10 người, ông chỉ cần dạy mình con Ngọc thôi, tôi trả tiền đủ cả 10 người. Ông dọn đồ tới ở luôn đây với gia đình tôi, ăn cơm luôn đỡ mất công. Tôi ngỡ ngàng nhìn ông Tân, không thể hiểu nổi tại sao ông có con gái mà lại liều lĩnh rước tôi về ở chung. Dù chủ quan đến đâu, tôi cũng không dám nghĩ là ông thích tôi, vì từ trong ra ngoài tôi chả có điểm nào để người ta ngưỡng mộ. Hay là ông đã dại dột nảy ra ý định kết nạp tôi vào gia đình ông? Điều này lại càng vô lý, vì người Hoa chẳng bao giờ muốn gả con gái cho người Việt. Đàn bà Việt Nam có chồng Tàu thì nhiều, nhưng ngược lại thì rất hiếm. Tôi nhớ lại chiều hôm qua hai vợ chồng đã xa gần hỏi thăm gia cảnh của tôi, và có vẻ an tâm khi biết chắc tôi chưa có vợ. Tôi nghĩ nhanh đến thầy Tùng và hình dung ra một ngày gần đây, khi báo tin tôi cặp với Ngọc, chắc chắn Tùng sẽ phải há mồm kinh ngạc. Chị Thanh và Thủy lúc ấy chắc cũng sẽ rủa thầm tôi là thằng đào mỏ, chuột xa chĩnh gạo. Bà Tân dọn bát đũa xuống rồi bảo Ngọc bưng khay chuối chiên lên cho tôi tráng miệng. Tôi nói với cả nhà: từ mai tôi sẽ sang kèm cô Ngọc học Anh văn, còn việc ở lại đây thì tạm thời tôi chưa tính đến. Tôi cảm ơn ông bà có nhã ý đó, nhưng để từ từ tôi coi lại. Bà Tân tha thiết: ông ở một mình nấu cơm chi cho mất thời giờ, lại đây ăn luôn cho gọn. Cười ậm ừ rồi cáo từ về phòng. Mẹ con, chị Thanh nằm trong mùng nói chuyện với nhau, tiếng cười khúc khích vang lên từng chập. Thủy và Tùng dĩ nhiên chưa muốn vào phòng sớm, tôi đoán họ đang quấn quýt ngoài gốc cây dừa. Tùng đã được phái đoàn Mỹ phỏng vấn và nhận cho định cư, thời gian gấp rút lắm rồi, cần gỡ gạc trước khi chia tay. Đêm hôm qua tôi ngủ được một giấc khá dài rồi mới thấy họ lục đục leo lên giường. Từ nay cho đến ngày Tùng chuyển trại, chắc đêm nào cũng sẽ như thế. Hôm sau đúng hẹn tôi đến dạy học. Cả nhà ông Tân nhường cho tôi và Ngọc nguyên cái giường. Thầy trò ngồi xếp bằng bên nhau, ê a đọc và viết. Hàng xóm chung quanh đăm đăm nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của tôi tại vùng lãnh thổ biệt lập này. Để tôi thoải mái chu toàn nhiệm vụ của một thầy giáo bên cạnh người đẹp, ông Tân lánh mặt lên văn phòng nói chuyện với giám đốc trại tị nạn. Bà Tân dẫn đứa em Ngọc ra sân nấu nướng giặt quần áo. Giang sân của Ngọc và tôi rất thanh thang mà chẳng sợ ai quấy rầy. Có một điều đáng buồn là Ngọc không hề tha thiết đến chữ nghĩa. Chắc chỉ vì vâng lời cha mẹ mà nàng phải miễn cưỡng ngồi bên tôi mấy tiếng đồng hồ. Mặt nàng lạnh nhạt, đôi mắt buồn xo, không khí căng thẳng và xa cách. Nàng vẫn còn đang nhớ thằng kép cũ, tôi không dễ gì thay thế được. Thỉnh thoảng tôi có gợi chuyện ngoài môn học, nhưng Ngọc trả lời cụt ngủn khiến tôi mất hứng, chỉ còn quay về bài học mà thôi. Một tuần sau thì tình hình khá hơn, bang giao giữa Ngọc và tôi cải thiện ở mức độ khả quan không ngờ. Những người chung quanh sau vài ngày tò mò quan sát và bàn tán đã quên luôn sự hiện diện của tôi. Ngọc và tôi nói chuyện thoải mái, cười đùa nhiều hơn học hành. Nhiều hôm trời nắng, tôi rủ Ngọc ra ngồi dưới gốc cây đa hóng mát. Dưới mắt mọi người thì đó là một lớp học, nhưng thực tế Ngọc cầm cuốn tập và cây bút trong tay mà chẳng hề ngó tới. Một điều tôi nhận ra ở Ngọc là nàng chợt vui chợt buồn rất bất thường. Giọng cười trong trẻo đôi khi cất lên chan hòa hạnh phúc, rồi ngay sau đó nét sầu ngập trong khóe mắt đi sắp khóc. Ông Tân càng quý mến tôi hơn, dù con ông chưa học được một chữ. Những buổi tối cơm nước xong, ông hay rủ tôi đi bách bộ quanh trại, tâm sự với tôi về những kế hoạch trong tương lai của ông khi đến Mỹ. Có lần ông kể: tôi có một ít vốn ở bên Hoa Kỳ,
Hôm trước tôi nhờ ông viết thư cho thằng em tôi đang làm chủ cái nhà hàng ở Texas. Nhà hàng đó là của tôi. Khi nào qua bên đó tôi sẽ lấy lại, trao cho con Ngọc trông coi. Còn tôi sẽ qua Đài Loan vì tôi có cổ phần hùn trong hãng nấu thủy tinh bên đó. Nghe ông nói chuyện, tôi nghĩ đến mình hai bàn tay trắng, nghề nghiệp không có, tự nhiên tôi thở dài. Ông Tân thân mật bảo tôi, qua đó ông ở với tôi, tiếng Anh ông khá, tôi giao công việc cho ông, mình hợp tác làm ăn. Tôi muốn phì cười về đề nghị của ông. Nếu chỉ vì ông tưởng tôi khá anh văn mà kêu tôi đến ở chung để cộng tác thì ông lầm to. Một người khôn ngoan như ông có thời vào ra các cửa quyền khó khăn nhất ở Việt Nam mà hôm nay lại khờ khạo chọn tôi làm kẻ hùn hạp thì kể cũng lạ. Chắc ông chưa hề có ý niệm gì về đời sống ở Mỹ. Tiếng Anh tôi vốn không giỏi, mà dù cho có giỏi thì đó cũng không phải là yếu tố thành công trên thương trường Hoa Kỳ. Một tháng sau, ông Tân lại mời tôi ăn cơm, rồi cả hai vợ chồng rủ tôi ra một góc vắng nói chuyện. Lần đầu tiên tôi thấy ông ngập ngừng, tỏ vẻ khó khăn khi nhập đề. Nét mặt hai vợ chồng dưới ánh đèn thật mờ mà tôi vẫn thấy được vẻ nghiêm trọng. Tôi hút tàn điếu thuốc. Bà Tân nhìn chồng thôi thúc. Ông Tân ho nhẹ một tiếng rồi hỏi tôi, ông thấy con Ngọc nhà tôi ra sao? Tôi tưởng ông hỏi việc học nên hân hoan đáp, cô ấy thông minh lắm, trí nhớ tốt. Cả hai người cùng lắc đầu. Rồi ông Tân khổ sở tiếp, không, tôi hỏi ông thấy con gái tôi có được không? Tôi choáng váng á khẩu. Bà Tân dịu giọng, nó mến ông lắm, còn ông thì sao? Tôi cố lấy lại bình tĩnh, run run đáp, thưa ông bà, cô Ngọc vừa đẹp vừa con nhà giàu, ai mà không mến. Bà Tân chợt thở dài như sắp bật khóc. Tôi giàu quá cậu ơi, con Ngọc nó có bầu mấy tháng nay rồi, tôi không biết tính sao bây giờ. Tôi trố mắt nhìn, chẳng biết nói gì. Ông Tân buồn bã tiếp, thằng đó nó đi mất tiêu rồi, tôi không liên lạc gì hết trơn, mà tôi cũng ghét nó quá, cái mặt du côn thất học. Vợ chồng tôi cản hoài mà con Ngọc nó đâu có biết nghe. Kẹt cho tôi là chưa có nước nào nhận gia đình tôi, tôi còn phải ở đây lâu. Càng ngày cái bụng nó càng lớn. Tôi cúi nhìn xuống đất, trên nền cát. Cả tháng trời ngồi bên Ngọc, theo dõi những biến chuyển bất thường ở Ngọc, tôi đã khờ khạo không nhận ra thế kẹt của nàng. Bên tai tôi, giọng ông Tân tha thiết vang lên, tôi thấy cậu là người tử tế, có ăn học. Tôi muốn cậu giúp tôi gây dựng lại cho con Ngọc mai sau. Nước Mỹ rộng lắm, cậu muốn sống ở tiểu bang nào cũng được. Cậu cần gì, tôi sẽ lo hết. Hai người nhìn tôi khẩn khoản, chờ đợi một lời ưng thuận, một cái gật đầu. Tôi đứng yên suy nghĩ. Những giây phút rất nặng nề, chậm chạp đè xuống trí óc của người cha và người mẹ đau khổ đang đăm đăm kỳ vọng ở tôi. Thưa bạn đọc, câu chuyện tôi chỉ viết đến đây thôi. Xin bạn đọc góp ý cùng tôi xem nên kết thúc như thế nào.